Dạ Hân, lấy dạ. xe chở mẹ đi coi cái dự án chung cư con. Cũng bận rồi. Với lại á, mẹ xem hoài mẹ có mua đâu. Mẹ xem chi cho mất công vậy. Cái nhà chứ đâu phải là cái bánh đâu mà muốn mua là mua liền. Hả? Mẹ còn tính á là đi xem hết mấy cái dự án ở trong thành phố nào. Cái nào được á thì mẹ mới mua chứ. Đi nhanh lên. Dạ nhưng mà bây giờ con chờ người ta giao túi sách tới, với lại trả lời tin nhắn giúp chị Thanh, đóng hàng gói hàng ship hàng đi cho chị Thanh nữa. Con bận lắm, mày tự đi đi nha. Đây nè 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 nè, cái chuyện buôn bán của nó trên mạng là để nó tự lo, mắc cái gì mà con phải sang vô. Không được, nhưng mà chị Thanh chi tiền cho con. Với lại á là con phải dùng tiền để mua mấy ảnh xịn nữa. Mẹ có cho con tiền mua mấy ảnh đâu. Ủa con cái gì kỳ cục vậy? Bây giờ mẹ nhờ con không được hay sao? Hả? Không phải, tại vì chị Thanh bây giờ mang bầu rồi. Với lại á, chị em trong nhà phải giúp đỡ nhau chứ đúng không mẹ? Nhớ nghe, nói như vậy chẳng khác nào mẹ không có cho tiền con phải không? Mẹ cắt tiền con luôn đó nghe chưa? Có ba đứa con thôi mà bây giờ nhờ giả nó chở đi, nó cũng không chịu chở nữa. Bắt mẹ mình đi xe ở bên ngoài là sao? Thôi bây giờ mẹ đi xe ôm đi cho kinh tế. Với lại á, mẹ cứ lấy chuyện tình cảm cá nhân vô công việc làm gì, rồi chấp tụi con hoài như vậy. Con này bực bội à. Tôi thấy vậy nè, mình coi ngày mai rảnh đó mình đi coi đất nền đi. Chứ ba cái vụ mà chung cư như thế này, những căn hộ cao cấp gì đó, khi mình mua dự án, mình đặt cọc nó rồi, nhưng mà đến khi nó giao nhà cho mình, nhà không đảm bảo chất lượng mà đã vậy ra sổ không được là coi như mất trắng luôn đó bà. Đó tôi nói bà rồi ha, trước khi người ta đi coi, người ta xem xét cho kỹ đi. Trời đất ơi, A Tục Phù đi coi rồi cuối cùng bây giờ là chuyển đòi mua đất nền. Thôi ngày mai bà có đi, bà đi, tôi mệt quá, tôi không có theo. Bà này lười ghê á, muốn làm ăn lời mà không chịu đi, chịu khó đi khảo sát là sao? Mới đầu bà đòi mua nhà phố, rồi cuối cùng bà chuyển qua đất nền, rồi cuối cùng ngày mai bà đi mua cái gì nữa đây? Hả? Bà nhắm gì một cái bà nhắm đi ha. Cứ mua cái này rồi lừa tới cái khác rồi tôi điên đầu quá à. Thì bà cũng phải bỏ công thời gian ra làm ăn, bà tìm hiểu bất động sản nó lên xuống, rồi phải biết dự án nào là khả thi. Chứ giờ tự nhiên bà lười quá làm sao mà có lời làm ăn được. Ê, nó nghe nè. Gì? Tôi thấy Đăng Thanh con dâu bà đó. Đó, tôi theo dõi cái trang mạng Facebook của nó. Tôi thấy nó bán hàng đắt dữ lắm. Đó, không ấy bây giờ bà hỏi nó đi. Bà hỏi nó cái cách kinh doanh bán hàng trên mạng như thế nào. Đó, bán cái đó đi. Đừng có bán buôn cái vụ này nữa. Thôi bà dẹp đi. Cái chuyện đó là cái con dâu tôi nó làm, ba cái chuyện đó là để nó giải khuây, đỡ mất cái thời gian mà nó rảnh rỗi thôi. Chứ làm cái gì mà mình phải đi theo nó, phải làm ăn lớn hơn chứ. À ha, trong mắt tôi bà là một cái tượng đài, phải gọi là kiêu hãnh, phải gọi là có cái gì đó rất là sang đó. Giờ tự nhiên chuyện của bán hàng nó trên mạng cũng hơi kỳ ha. Ông mà có gì đâu kỳ. Chẳng qua là tại vì con dâu của tôi á là nó đang rảnh rỗi, chứ thực sự là giờ giấc nó đi làm công ty rồi, nó có chỗ làm đàng hoàng. Nhưng mà cái bán hàng ở online này á là cũng lấy cái nguồn hàng đàng hoàng tử tế từ ông chồng tôi giới thiệu qua, chứ đâu phải mà tự nhiên muốn bán là bán đâu trời. Bà thiệt đúng là mưa nắng nắng đó. Lúc thì nói con dâu này nọ, lúc đó thì là khen ngợi. Mà nè, mới hôm qua tôi ra chợ đó. Sao? Thấy bà ngoài chợ nói đó, bộ lúc này gia đình của bà xuống dốc lắm hay sao mà con dâu của bà đó phải đi bán từng giỏ sách, bán từng sợi dây nịt, bán từng hộp phấn ở trên mạng. Ta nói vậy luôn á. Ủa mấy người đó mắc cười quá vậy? Đâu phải con dâu tôi là nó không có công ăn việc làm đâu. Nó đi làm công ty đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ nó đang có thai thì nó ở nhà, nó bán hàng online chơi vậy thôi đó. Mà chính gia đình của tôi á là khuyến khích cho nó ra vận động làm việc. Với lại đâu phải nhà đàn chồng nó đâu có nuôi nó nổi đâu, mà nó phải đi buôn bán mà từng cái miếng nhỏ nhỏ, mấy cái hàng vặt vảnh như vậy. Đó là làm vui thôi bà hiểu không? Mà hàng quá là đâu ra, đâu phải bán cái hàng trôi nổi gì đâu. Ông chồng tôi khuyến khích con dâu tôi bán, đi lấy nguồn hàng về cho con dâu tôi bán hàng đàng hoàng tử tế, có nguồn gốc nghe chưa? Được rồi, đó là người ta không hiểu người ta nói vậy thôi. Chứ còn tôi là bạn thân của bà, tôi xin hứa với bà, tôi đứng ra tôi giải thích hết. Ừ. Tôi giải thích là gia đình của bà vẫn y nguyên, không có cái gì mà thay đổi trơn. Ừ. Đó là do con dâu của bà nó có cái bản tính tự lập, nó đúng không rồi. Muốn nhờ nhà chồng thôi. Vậy đi. Vậy đi hen. Rồi bây giờ đi nhanh đi, để không có thời gian nữa đâu bà ơi. Bây giờ sao, mua đất hay là mua căn hộ đây? Thì bây giờ đi tìm hiểu đi, theo tôi tính tiền em ơi. Rồi tiếp. Rồi em tí coi cái địa chỉ cái. Sao rồi mẹ? Ủa mẹ,
buôn bán cái kiểu gì, xem coi có xứng với công sức lợi nhuận của mình bỏ ra hay không. Dạ con thấy hợp lý mà mẹ. Con thấy vợ con với dạ Hưng đang bán rất tốt luôn á. Hot live stream luôn á mẹ. Vậy con thấy mình bán lẻ thì mình phải cực một chút, đâu sao rồi mà. Đẹp ha, đẹp. Alo. Ha. Alo. Dạ. Dạ, túi sách đang thanh nghe ạ. Dạ, chị chọn được mẫu nào chị gửi qua cho em đi, em sẽ ship cho chị nha. Hay chị yên tâm, bảo đảm hàng ngoài giống như hình 100%, bao đẹp luôn. Dạ chị cứ yên tâm. Dạ mua hàng em là cứ yên tâm nha. Có gì á chị gửi địa chỉ với lại hình qua, có gì em ship cho chị nha. Dạ rồi rồi, cảm ơn chị. Dạ. Yeah, có khách nữa thấy chưa mẹ. Khách liên tục luôn. Con nói hàng không kịp luôn. Mẹ yên tâm đi, mẹ cho con bán đi. Con thấy với lại con bầu bì vậy nè, công việc này rất là hợp với con mà kiếm lời được nữa. Chứ mấy công việc khác cũng khó tìm nữa. Mẹ cho con bán đi cho tới khi nào con sanh em bé. Rồi tới đó nếu mà mẹ không thích nữa con nghỉ luôn ha. Dạ đúng rồi đó mẹ. Nếu tới lúc đó mà vợ con không làm nữa, con chuyển giao toàn bộ cái cơ sở hạ tầng này cho dạ Hưng. Mẹ yên tâm đi, mấy cái này ít ít gì thôi chứ góp gió thành bão đó mẹ. Góp gió thành bão hả? Dạ. Làm sao thì làm, để thiên hạ người ta nhìn vô cái gia đình này á, không phải là bắt con dâu á đi lượm từng đồng từng cắt nghe chưa. Mẹ yên tâm đi, tụi con hứa là tụi con làm ăn đàng hoàng chân chính, không bị mắng vốn đâu, mẹ đừng lo. Chuyện không phải là như vậy, cái vấn đề ở đây á là mình làm á cò con thì cũng phải có phong cách, phong độ, thần thái đàng hoàng, con hiểu không? Chứ đừng có để người ta nhìn vô người ta nói trời ơi gia đình của bà Ngọc này mạt giận rồi, phải bắt con dâu đi buôn bán cái kiểu này để kiếm từng đồng từng cắt là không có được. Trời ơi, mẹ nghe lời ai khẩu nghiệp nói cho mẹ nghe là mẹ buồn vậy đúng không? Trời, cái đó là người ta ganh tị với mình cho nên người ta mới nói vậy đó. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ quan tâm chỉ mấy cái đó. Với lại bán hàng online bây giờ đang là xu thế nữa, lời rất là cao. Mình làm ăn chân chính mà có làm gì sai đâu đúng không? Đúng rồi. Có gì phải sợ người ta mẹ. Yên tâm đi mẹ. Ừ, thì cứ làm đi. Nhưng mà nè, làm cái gì thì làm, cũng phải ăn uống đàng hoàng, giữ gìn sức khỏe. Chứ không phải là cứ lao vô mà làm rồi không có lo gì tới mình nghe chưa. Mẹ yên tâm đi. Con biết rồi mà. Vợ con với con để con lo. Hay quá. Mẹ nghỉ ngơi đi. Ừ. Để tao còn bán tiếp. Rồi rồi, cái này ship cho ai? Dạ rồi, dạ em xin lỗi chị nha. Dạ, cái đó là sơ suất bên em sẽ đổi cho chị hàng đúng nha. Dạ, có gì em tặng chị thêm chiếc vòng tay xinh xắn chị giá 50.000 nha. Dạ, dạ chị thông cảm giúp em nha. Dạ, xin lỗi chị. Dạ. Kỳ vậy ta. Rõ ràng là tối qua mình đóng hàng kỹ rồi mà. Rất kỹ luôn mà tại sao bây giờ luộn tùm lum hết vậy người chị? Chị cũng không biết nữa nè. Sao kỳ vậy ta? Trong khi á mình đã kiểm tra rất là kỹ luôn mà tại sao lại bị lộn? Em cũng không biết nữa. Trời ơi, em bị quê với mấy đứa bạn luôn chị. Rõ ràng là em giao túi sách màu xanh mà dở ra là màu đỏ, rồi giao cái túi màu tím dở ra là cái bóp cầm tay. Trời, em bị quê quá trời với bạn bè em luôn á chị. Chết rồi, giờ sao? Mà chị tức quá à. Phải chứ mình không kiểm tra đâu. Mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi mà tại sao lại lộn? Mà lộn một hai cái thì không nói, còn cái này lộn quá trời nhiều luôn. Có khi nào á là chị Lan phá mình không chị? Tại vì tối hôm qua chị Lan kêu em là em lo học đi, cứ buôn buôn bán lo bán hàng như vậy rồi làm sao mà học được. Nhiều khi là chị Lan phá mình đó. Không lẽ nào mà lỡ vậy rồi giờ tính sao? Hay là bây giờ mình bắt quả tang chị đi chị. Tại vì á mình không có chứng cứ thì chắc chắn là chị sẽ chối. Bây giờ mình rình bắt quả tang chị luôn. Em chắc chắn là ngày hôm nay mình sẽ bắt được kẻ gian. Nhưng mà chị vẫn nghĩ trong đầu chị rồi, không thể nào chị Dạ Lan làm vậy hết. Chắc là do mình gói lộn hàng đó. Hôm bữa bà bảo lãnh cho chị bán túi sách đó, mà mình bán còn được hàng nữa, cho nên là do chị Lan ghét chị luôn rồi đó. Nhưng mà chị làm vậy để được gì? Để cho chị khỏi bán hàng được chứ còn sao. Ủa nhưng mà anh Tom, sao hôm nay không thấy anh Tom đi bắt kẻ gian với mình vậy? Chị nói anh Tom rồi mà anh không có tin. Anh nói cái chuyện này không thể nào người trong nhà làm được hết á. Với lại tối nay anh cũng có việc bận rồi.
Nhưng mà chị vẫn không tin là chị Dạ Lan làm như vậy. Chắc là do mình gói lộn hàng đó. Không có đâu. Đi bắt kỹ vậy. Mẹ. Được, bắt nó đi, bắt nó đi, bắt nó đi. Rồi, 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 nó cắn con bây giờ. Cái con này mày giận mặt người ta mày. Mày, giải gì mà giận mẹ. Mẹ, răng giả, bình tĩnh mẹ. Răng giả. Đúng là mẹ đó thôi. Mẹ thấy nó trong này nè, mà hết trò rồi hay sao vậy? Đứa nào mà đi mua rắn giả rồi về hù dọa người ta vậy? Lỡ chết rồi sao? Cái này là con mơ á. Tại vì hôm trước chị Lan phá hoại công việc làm ăn của con với lại chị Đan Thanh kìa. Cái gì? Ai phá? Phá cái gì? Nói gì vậy? Ủa mẹ. Gì? Không lẽ mẹ là thủ phạm không?